giết rồi, mất Huy rồi. Huy, Huy đâu? Phải mau. Kêu. Nó cắn kìa. Ôi anh ơi, kìa đây, đây, nó bảo kìa anh ơi. Nó nói. Đâu rồi, đâu rồi.
Come on, Alan. Yeah. Ôi mẹ ơi! Ui! Ui! Có gì đấy? Có gì đấy? Không phải cá thôi! Cái gì rồi? Có gì đấy? Ê! Nhìn thấy cái đuôi màu vàng vàng ấy! Màu vàng mà! Ôi mẹ ơi! Có thế? Bơi đâu? Nó bơi đâu? Ôi mẹ ăn mất rồi! Con gì anh ạ? Anh cho dây cho nó mệt đi. Nó kéo ra kìa. Nó kéo. Đâu rồi? Con thấy đâu rồi. Lôi đây. Nó vẫn đang lôi. Wow. Ui, nó xuống tắm kìa. Ui kìa. Đâu rồi? Ui, ui Cái này nó tú cái đuôi đấy nhá. Thùng luôn anh em ơi. Kìa anh ơi. Đâu? Kìa. Mày giữa ao ở giữa rồi. Đây. Ô mẹ ơi. Sao mày chết rồi? Cái gì kìa, nó cắn đồ xuống áo ấy. Ủa. Này, nó lên. Chết ông ơi, luận thôi. Nhưng luận nó có chăn mà. Anh đây. Ui, ôi, kìa nó kêu một cây, nó kìa, nhìn kêu kít kít này. Luận đây. Nó phì. Ui, cái sâu thế. Ui, con đấy to nhỉ, cái mặt nó kìa. Nó nuốt ngăn con ngã rồi. Nôi, giữ nó ra. Ui, đây. Nó vừa ăn no, nó khỏe đấy. Ui, nhìn kìa. Cái đùi nó này. Ui, cái đùi nó dài. Ui, dài lắm. Ui, cái bình nó dài kinh nhỉ. Bình nữa đây. Ui, kéo nó kìa.
cầm đuôi đi. Lên đầu nó. Có gì đây? Chặt đi thôi. Chặt 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 rồi. Nhìn đây có gì gì chưa? Đây. Ui nó lên bờ, nó lên bờ rồi. Nó bò rồi. À. Ui mẹ ơi. Đi. Ui nó bò két két luôn. Bây giờ mình phải kéo sang bên bờ bên kia đi. Kéo không. Anh nhảy xuống đi. Bờ này sâu lắm. Sâu. Sâu. Mày kéo gì đó. Cái mình nó dài nhỉ. Anh để lấy bộ để bộ nhá. Vô đi. Con này này. Mấy thằng tay hết. Để bắt nó. Ui, đốt luôn, con phải đốt luôn. Rồi. Đi, bắt được rồi. Rồi. Túi đây. Con này nó ăn vịt à? Cho về làm cao luôn. Ua. Con này mới tạ. Nhanh lên về lấy dao mổ bụng cứu vịt nhanh lên. Cứu gì nó chết rồi. Cứu được. Bây giờ về chỉ cho hấp xả thôi. Không cứu được. Nhanh lên.